Em Quang Vững xin kính chào các bác. Hôm nay em Quang Vững cũng xin giới thiệu đến các bác một kiện đồng hồ em Quang Vững mới về. Thì kiện đồng hồ này của em Quang Vững nó gồm được mười mấy con, gần 20 con. Thì em để lại những con xấu, con vừa nó không đẹp lắm để cho người ta rồi. Thì kiện này còn mười mấy con thì giới thiệu các bác luôn. Đấy, thì cái kiện này là về bằng máy bay bác nhé, 100% về máy bay. Thì hàng chưa có vệ sinh gì mà thấy còn rất đẹp này. Đó, bác thấy không? Rất đẹp này, rất tuyệt vời. Đây là ô đô này, đây, ô đô số nổi mặt cười này, kim mắt ngỗng này, đây là ô đô 36 này, đây ô đô này, đây là cũng là ô đô 36 này, đấy. Đây là cái nhìn này rất đẹp, thấy không ạ? Đấy, Azelut này rất đẹp, mà con này thì cực kỳ đẹp luôn. Cái con này thì có lẽ này chưa giao lưu vội, rất đẹp luôn này. Này để tìm cái con này là rất là hiếm có, nó cái nhìn này Fatino trong tiện này, đó con này. Trên là con thùng Henry cực kỳ trong tiện, cực kỳ đẹp này, hàng hiếm đấy. Đấy, đây là con này, đây nhìn này, đấy, rất đẹp luôn. Đấy, nhìn này, đấy, toàn hàng tuyển của em Quang Vững này, hàng rất đẹp luôn này, nhìn này, hàng rất đẹp luôn. Đấy, để về một kiện hàng thì cũng xin giới thiệu đến các bác là hàng em Quang Vững mới cập bến đi máy bay về. Đó, mà các bác luôn ủng hộ đăng ký kênh mới của em Quang Vững, cái kênh trong thời gian năm 2021. Thì em Quang Vững luôn bị kẻ xấu tấn công, thì trong năm 2021 bị sập 5 lần kênh YouTube. Đấy, cái kênh mới này em đã mới làm lại, thì mong các bác ủng hộ và tiếp tục theo dõi em Quang Vững. Vì kẻ xấu tấn công cho nên cũng ảnh hưởng đến cái theo dõi của bác của các bác đối với những sản phẩm đẹp của em Quang Vững. Thì bác nào yêu quý em Quang Vững cũng như muốn sưu tầm những chiếc đồng hồ đẹp của em Quang Vững thì xin quý bác vui lòng bấm đăng ký kênh và thích kênh giúp em Quang Vững. Chia sẻ kênh cho em Quang Vững để em Quang Vững luôn cố gắng sưu tầm những chiếc đồng hồ đẹp nguyên bản để giới thiệu đến quý bác để các bác có sự đam mê sưu tầm. Và thấy không, rất đẹp và cực kỳ tuyệt vời, những giá trị cao của những chiếc đồng hồ từ những nước châu Âu, đặc biệt là Pháp là nhiều. Xin cảm ơn quý bác đã chú ý theo dõi video, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý bác ở đồng hồ của Quang Vững, cũng như chúc quý bác năm mới 2022 dương lịch mọi sự lành bằng an như ý, và cũng bị chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán được niềm vui và may mắn hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý bác ở đồng hồ của Quang Vững.